Tôi cảm ơn anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ Incanter, tôi chẳng biết gì về anh, nhưng tôi rất xúc động khi thấy anh sử dụng những đôi giày đánh bóng rổ của anh để tố cáo những chế độ cộng sản độc tài, độc ác và man rợ như Trung Cộng và Việt Cộng trong trang nhà Facebook của anh Incanter. Nick Thị Tấm đã trả lời bình luận như sau: Chúng tôi không đồng ý bạn sử dụng hình ảnh tà áo dài Việt Nam cao quý để in lên chiếc giày một thứ dùng để đeo vào chân và đạp dưới đất như thế. Bạn đòi nhân quyền cho chúng tôi mà lại phỉ báng văn hóa bản địa như thế sao? Chúng tôi yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu nền hòa bình mà Đảng Cộng sản mang lại cho đất nước này nên chúng tôi không cần bạn khóc thuê đâu. Bạn chỉ là một con ếch trong cái giếng nhỏ mà thôi. Tà áo dài Việt Nam làm gì mà cao quý hơn nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Việt Nam hả bạn Thị Tấm? Tà áo dài nó chỉ là vật vô tri vô giác. Có bỏ dưới giày cũng đúng thôi mà. Cái sai là bạn lại đi so sánh với nhân quyền. Bạn nên nhớ tự do, dân chủ và nhân quyền là ba điều phải có trong cuộc sống của một con người. Một chính khách Mỹ nổi tiếng tên Patrick Henry cũng đã từng nói: Give me liberty or give me death. Nhân quyền đã được định nghĩa trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền do đa số thành viên của Liên Hiệp Quốc hợp ý. Nó đã trở thành một văn kiện phổ quát cho mọi quốc gia. Chỉ có đại diện cho chế độ Việt Cộng mới lên tiếng nhân quyền, mỗi quốc gia đều mỗi khác. Khác thì ở ngoài chơi đi em. Chớ gia nhập Liên Hiệp Quốc để làm gì? Anh rất xấu hổ khi thấy em trở thành chủ tịch Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong khi nước Việt Cộng của em là tổ tra vi phạm nhân quyền. Em chuyên nghề bắt giam những ai livestream nói xấu lãnh đạo, lợi dụng quyền tự do dân chủ và âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Nói xấu là nói chuyện không có, còn người dân nói thật nói đúng. Các em cũng bắt giam tuốt tuồn tuột. Quyền tự do dân chủ của em nó nằm ở điều số mấy? Sao anh không được biết? Nếu có luật có quyền, công dân lợi dụng hay sử dụng nó đều đồng nghĩa thôi mà. Tại sao các em lại đi bắt giam người ta đến 5 năm, 10 năm tù? Âm mưu nó nằm trong đầu, trong óc của người ta, các em làm sao biết được mà bảo người ta có âm mưu lật đổ? Bất kỳ nam nữ cũng chỉ có một cây súng nước thôi, lật đổ gì hả các em? Chính quyền của các em là do đảng của các em bầu ra, chứ chẳng có nhân dân nào bầu cho các em mà các em gọi là chính quyền nhân dân. Đâu có người dân nào được bầu cho chủ tịch nước hay thủ tướng đâu. Toàn dân chưa từng thấy có hai người ra ứng cử, chỉ một người ra ứng cử thì làm gì có bầu được hả em? Trở lại bạn Thị Tấm. Hình ảnh cô gái bận áo dài trắng bị công an Việt Cộng còng tay, tôi nhận thấy sao giống trường hợp cô Phạm Thị Đoan Trang bị bắt quá. Một phụ nữ chân yếu tay mềm bị công an tra tấn man rợ. Đạp vào gối chân của cô làm cô bị tàn tật suốt đời. Phải chi bạn Thị Tấm bị công an đạp như thế sẽ thấm hiểu nhân quyền là quan trọng như thế nào nhỉ? Nếu như Incanter, tôi đâu phải khóc thêu cho mấy thằng, mấy con ủng hộ chế độ độc tài cộng sản, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ thành phần thiểu số. Nếu có khóc, tôi khóc cho đa số toàn dân Việt Nam đang sống đời nô lệ, đang sống đời lưu vong trên chính quê hương của mình. Trời đất, tôi mới nghe nói người cộng sản yêu mến hòa bình. Yêu hòa bình quá nhỉ, như VC đánh chiếm Campuchia, như Trung Cộng đánh chiếm VC. Rồi cứ mãi hăm he Đài Loan. Qua những sự phân tích của tôi ở trên, tôi nghĩ quý anh chị phán đoán dùm tôi ai mới là loại ếch ngồi trong đáy giếng. Tôi rất tội nghiệp cho những con ếch Thị Tấm này. Nhỏ tới lớn, họ bị nhồi sọ hàng chục năm, rồi họ trở thành những cỗ máy robot, không có tư duy, chỉ biết yêu Đảng Cộng sản Việt Nam qua trường, lớp, qua sách vở, qua bộ máy loa phường, qua triệu biểu ngữ, qua tượng đài và qua trên 800 cơ sở truyền thông, báo chí do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm duyệt. Chẳng có một cơ sở truyền thông tư nhân nào được phép hoạt động ở Việt Nam. Đang viết bài này vào tối ở bên Mỹ. Bên kia ở Việt Nam đã bắt đầu sáng ngày 30 tháng 4 năm 2002. Tôi phản đối việc ăn mừng ngày lễ chiến thắng 30 tháng 4 hàng năm. Tôi hỏi bạn, ngày 30 tháng 4 này bạn vui lắm sao mà 46 năm qua bạn cứ tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng Linh Đình trong suốt 46 năm qua?
Bạn chiến thắng, toàn dân tộc Việt Nam chiến bại, sống trong nghèo đói, ngu dốt và mất hạnh phúc. Bởi sự cai trị của bọn chiến thắng, tôi muốn từ nay, bọn chiến thắng man di, mọi rợ kia hãy dừng ngay trò ăn mừng ngày 30 tháng 4 thô bỉ, nhục nhã, ăn mừng trên máu của chính đồng bào mình. Nếu nhà cầm quyền biết yêu nước, thương dân, tự nhiên, dân yêu mến nhà cầm quyền. Còn nhà cầm quyền Việt Cộng coi dân như thù địch, dân sẽ coi nhà cầm quyền như thù địch. 46 năm nhục nhã cho thằng tồi bại, đê tiện nhất khi nó ăn mừng chiến thắng giết được anh em, đồng bào của nó, lỗi ở nhà cầm quyền vì đã đưa ra những chính sách man dợ, phản quốc, độc ác. Mất dạy, chứ không phải lỗi tại đồng bào hải ngoại tưởng niệm ngày uất hận tháng tư đen.